sáu con giáp phất lên như diều gặp gió trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Xin chúc mừng sáu con giáp dưới đây bởi các bạn sẽ được đón nhận vận may trời ban trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch. Trong ngày hôm nay, dù làm việc gì, các bạn cũng sẽ đạt được thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Công việc thì suôn sẻ, thuận lợi, tình duyên thì nở rộ, gặp hoa hoa nở, ra đường thì gặp quý nhân tương trợ, giúp đỡ, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu cả ngày không hết. Mọi sự hanh thông, tiền tình như ý. Xin chúc mừng các con giáp sau đây. Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Hợi, các bạn hãy hoan hỷ đón nhận tài lộc nhé. Tuổi Sửu. Tử vi ngày 29 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp đưa ra dự báo rằng tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày tam hợp nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu không có bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm cũng được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ của tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Tiếp nối tử vi ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, tuổi Dần có một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của các tinh chính quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng đâu ra đấy. Dù đôi lúc vẫn còn có chút căng thẳng nhưng bạn cũng giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những chú hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình duyên của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Với sự xuất hiện của cục diện lục hợp, người tuổi Thìn đang được may mắn đứng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc, đặc biệt là những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn. May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình, nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng với nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, mối quan hệ đang trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào, hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời. Tuy nhiều phương diện cuộc sống ngày hôm nay đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Thìn lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua bạn đã làm việc quá vất vả, nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng, đừng ép bản thân làm việc quá sức, kẻo lại đổ bệnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Ngày này có sự hậu thuẫn từ tam hợp cục, vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh, sự nghiệp, học hành, thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Hôm nay cũng là ngày rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ.
Hỏa khắc kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng suy cho cùng, người trong gia đình thì chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Hôm nay được coi là một ngày bận bịu nhưng đầy hiệu quả với người tuổi Mùi. Tỷ Kiên mang tới cho bạn sự kiên định để thêm tự tin với lựa chọn của mình. Nhờ vậy bạn có thể tập trung vào mục tiêu duy nhất, không còn loay hoay tìm kiếm trong mờ mịt. Công việc khi đã có mục tiêu rõ ràng thì cũng sẽ được giải quyết nhanh hơn. Vận tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nếu có cơ hội tốt để tiết kiệm hay đầu tư thì Mùi hãy nắm bắt ngay nhé. Song trước khi bắt đầu bất cứ kế hoạch nào, bạn cũng cần phải tìm hiểu và suy tính thật kỹ để tránh mắc phải sai lầm trong quyết định của mình. Ngày Thổ sinh kim giúp tình yêu của mình nở rộ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Gia đình ngậm tràn tiếng cười, phải nói là bạn đang có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến ai ai cũng phải ghen tị. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Các tinh chính quan tụ khí, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy tràn đầy hứng khởi, sáng tạo trong công việc. Bạn có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ, bứt phá khỏi giới hạn an toàn thường ngày của mình. Chính sự đột phá này sẽ mang đến cho bạn nhiều thành quả xứng đáng. Cũng trong ngày này, bạn sẽ nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến sẽ giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Về mặt tình cảm, kim sinh thủy tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể làm những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày, đừng quá đặt nặng vấn đề. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Dịch Thổ, ngày Kỷ Dậu thuộc hành thổ khắc hành hủy. Ngày Kỷ Dậu thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão hình Dậu, hại Tuất phá Tý tuyệt Dần. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Tân Mão, Ất Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.